Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo trở thành con ghẻ quốc dân. Mới đây, Song Hye Kyo đã có mặt tại Milan Fashion Week và nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông với nhan sắc xinh đẹp cực phẩm của mình. Không khó để nhận ra, sau khi ly hôn Song Hye Kyo, ngày càng trở nên xinh đẹp và cá tính hơn xưa. Truyền thông trong nước và quốc tế đều dành nhiều mỹ từ cho người đẹp Song Hye Kyo. Tuy nhiên, phản ứng của công chúng thì lại không được mặn mà như thế. Ngay dưới những bài báo về Song Hye Kyo, Netin dành khá nhiều lời mắng chửi người đẹp họ Song. Nhiều ý kiến cho rằng Song Hye Kyo đang lão hóa nhanh. Và yêu cầu cô giảm cân. Thậm chí cay nghiệt hơn, có người còn so sánh Song Hye Kyo với nữ diễn viên Lee Min Seok, người từng gây bão vì ngoại tình với tình trẻ kém tận 17 tuổi. Không chỉ vậy, có người còn bình luận Song Hye Kyo sống một mình đi, đừng hủy hoại đời người đàn ông nào như Song Joong Ki nữa. Từ sau khi ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo nhận phải nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Trên các diễn đàn, người đẹp thường xuyên nhận phải những lời mắng chửi vô lý. Nhiều người cho rằng dư luận đang quá cay nghiệt với Song Hye Kyo, một người phụ nữ vừa bước qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Tuy là con ghẻ quốc dân, nhưng Song Hye Kyo lại là con cưng quốc tế. Khi cô được liên tiếp nhận các hợp đồng quảng cáo lớn từ nhiều nhãn hàng. Hiện tại Song Hye Kyo đang cân nhắc vai diễn chính trong bộ phim Anna.